Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người tất cả các lộ quạt trần của Panasonic trong cái video này. Hiện nay thì tất cả quạt trần của Panasonic nó sẽ có rất là nhiều loại. Đầu tiên là cái quạt trần ba cánh loại này thì nó sẽ có 5 loại. Tương tự như vậy thì F48CZL vẫn là dùng remote nhưng không có đèn. Còn lại ba cái loại đèn trên thì sẽ dùng bằng công tắc. Như vậy là hai loại đèn dùng remote và ba loại đèn dùng công tắc. Đầu tiên là F60MZ2 loại ba cánh. Loại này sẽ có cánh đen và cánh trắng. Đối với MZ2 này nó có rất là nhiều lộ ti khác nhau. Quạt này có hai cấp độ an toàn, tức là dây an toàn và công tắc an toàn. Có 5 cấp độ gió và công suất 66W. Giá bán lẻ mà nhà phân phối Bana đưa ra 1.570.000. Giá này là giá chi chiết khấu. Mức chiết khấu mình thấp nhất cho khách hàng là 30%. Tiếp theo là con F56NCL. Đối với lò quạt này thì màu của nó là màu tiền cổ điển. Nó có chiều dài là ti là 12 inch và 18 inch. Giá bán lẻ là 2 triệu 2. Và tiếp theo là một con F48CZL. Đối với quạt này thì sẽ dùng bằng remote và nó có màu bạc như thế này. Chiều dài của đường kính là 120 cm. Ba cấp độ an toàn đó là cánh và dây công tắc để an toàn. Ba cấp độ gió công suất là 55W. Đặc biệt là lọ quạt này nó có ba chế độ hẹn giờ, mọi người có điều khiển từ xa. Và nó có một cái đặc điểm nữa chính là có chế độ hẹn gió theo giờ sinh học, tức là lúc mạnh lúc yếu. Giá bán lẻ là 4 triệu 640. Và tiếp theo là một con quạt có đèn, tức là F46DGL. Đây là một lỗ có đèn dùng được trên app điện thoại và có thể dùng remote. Thiết kế của quạt này khá là trao nhã với màu đen rất là sang trọng. Công suất của quạt là 50W, trong đó riêng phần quạt là 31W và đèn là 19W. Đèn 19W là khá là sáng. Đối với đèn LED thì nó sẽ có 4 chế độ màu và 3 mức ánh sáng. Đối với quạt này thì có 3 cấp độ an toàn, đó là khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn. Và có 10 cấp độ gió với lưu lượng trên 200 mm khối trên phút. Này có khá là nhiều cái chức năng hiện đại, ví dụ như tạo gió tự nhiên này, hẹn giờ này, theo nhịp sinh học này, và thiết kế cánh quạt á, là rất là cải tiến giúp cho việc lan tỏa gió nhẹ nhàng và rất là êm ái. Giá bán lẻ đang là 11 triệu 280 nghìn đồng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp cái phần quạt trần 4 cánh. Đối với quạt trần 4 cánh này sẽ có bạc, vàng ánh kim, màu trắng và màu đen. Cả đều được dùng từ bằng remote. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu một con quạt F56XBG màu đen. Cái loại này được khách hàng sử dụng rất là nhiều. Màu này nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Độ an toàn đó là dây an toàn và công tắc an toàn. Ngồi ba chế độ hẹn giờ thì nó còn có chế độ gió theo nhịp sinh học. Đường kính cánh của nó là 140 cm và chiều dài ti là 29,2. Giá bán lẻ hiện nay của quạt này đang là 3 triệu 720 nghìn. Còn đây là màu trắng. Tùy vào cách bố trí màu sắc trong gia đình của mình mà mình có thể lựa chọn một cái màu trắng hoặc là màu đen phù hợp. Và đây là một con F56MBG Gold. Đây là một con lộ màu vàng ánh kim dùng remote. Đường kính nó vẫn là 140 và chiều dài ti là 31,9. Nó có hai chế độ an toàn, đó là dây an toàn và công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ máy quạt. Ngồi ba cấp độ gió thì nó còn có chức năng gió theo nhịp sinh học. Đối với mã này thì nó sẽ có một màu vàng ánh kim và màu bạc. Đây là mẫu màu bạc của F56MBX MBGX. Tiếng tác từ Silver mọi người. Tất cả các quạt trần của Panasonic thì được bảo hành tận nơi nha mọi người. Trước đây á, thì tất cả các quạt Panasonic khi mọi người mua thì bên nhà máy, bên nhà phân phối á, người ta sẽ đến lắp ráp tận nơi và người ta thu phí. Nhưng mà do nhu cầu ngày càng nhiều á, cho nên là mình sẽ tự phải thuê người để lắp ráp. Loại này khá là xịn sò. Nó có tích hợp cả đèn LED trong này với đường kính gắn 150 và chiều dài ti là 37,3. Cái quạt này xịn lắm, mọi người có thể dùng từ app trên điện thoại hoặc là dùng remote với công suất là 73. Trong đó quạt là 54 và đèn là 19. Với động cơ DC này giúp cho máy êm lắm. DC nó làm cho máy chạy êm cực kỳ. Với ba cấp độ an toàn là khóa cánh an toàn, dây an toàn và công tắc an toàn, 10 cấp độ gió, trong đó có gió sinh học. Còn đối với mã loại đèn LED có bóng thì nó sẽ có 4 chế độ màu và 3 chức năng. Có 3 cấp độ ánh sáng ban ngày, đêm và chế độ hẹn giờ. Ra nó còn có một điểm đặc biệt nữa là chế độ đổi chiều quạt giúp cho không gian mát cực kỳ nhanh. Vì là nó có quá nhiều chức năng hữu ích đi cho nên giá của nó rất là cao. Giá bán lẻ hiện nay đang là 13 triệu 430 nghìn. Và tiếp theo mình sẽ thì một con quạt 5 cánh F60DHN. Con này thì thông số kỹ thuật nó y con F60D
GN nhưng lại nó không có đèn LED tích hợp. Thì đường kính cánh của quạt này vẫn là 150. Chiều dài ti của nó là 37.3 cm. Nó không có đèn LED nên giá của nó sẽ rẻ hơn. Giá bán lẻ là hiện nay đang là 10.380.000 đồng. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu một con F60 VWK và VWS. Đường kính ngắn của ổ quạt này vẫn là 150 và nó có 5 cánh. Công suất của nó là 76W với 3 cấp độ an toàn, khóa an toàn, dây an toàn và công tắc an toàn. Đối với quạt này thì thiết kế cánh quạt của nó là 3D, cho nên nó có cái gió của nó rất là mạnh mẽ, đồng thời là quạt nó sẽ êm ái, nhẹ nhàng với 7 cấp độ gió và 8 chế độ hàng giờ. Có thể điều khiển từ xa với màn hình LCD và giá bán lẻ hiện nay đang là 7.160.000. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu một con F60 TAN với đường kính cánh vẫn là 150 và chiều dài T là 28.8. Số quạt này chỉ có 37W thôi với 3 cấp độ an toàn. Quạt này nó có chức năng cảm biến nhiệt độ. Khi nó cảm biến được nhiệt độ thì nó sẽ tự điều chỉnh cái lượng gió cho phù hợp với môi trường xung quanh, làm cho cơ thể mình trở nên mát mẻ nhất. Ngoài chức năng tạo gió tự nhiên thì nó còn có cái thiết kế cánh quạt là 3D, chế độ gió theo giờ sinh học và 9 cấp độ gió, 8 chế độ hàng giờ. Nó có thể được điều khiển bằng màn hình LED. Tất cả các loại quạt trần hay là quạt đứng hiện nay của Panasonic khi bán trên thị trường Việt Nam đều có xuất xứ từ Malaysia. Đối với quạt F60 TAN này thì nó có trọng lượng là 4kg và giá bán lẻ đang là 9.600.000. Tiếp theo sẽ là một con F60 XDN màu đen và một con XDN màu trắng với chiều dài T là 28.8 và công suất vẫn là 37W. Quạt này nó có thiết kế khá là bóng, 3 cấp độ an toàn và có chức năng tạo gió tự nhiên. Quạt thì nó được thiết kế 3D. Giá bán lẻ hiện nay của quạt này đang là 8.220.000 đồng. Tiếp theo đây là một con 5 cánh. Con 5 cánh này thì nó có động cơ DC, sử dụng động cơ DC. Đối với động cơ DC thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu và giúp cho máy chạy rất là êm. Đối với những quạt 5 cánh như này trọng lượng khá là nặng. Đối với quạt này thì 5,3 kg. Thiết kế cánh quạt là 3D, 9 cấp độ gió, 8 chế độ hẹn giờ và nó có thể điều khiển từ xa với màn hình LCD. Giá bán lẻ đối với quạt này hiện nay là 7.160.000 đồng. Cả giá mình nêu ở đây đều là giá chưa chiết khấu nha mọi người. Và tiếp theo là một quạt trần 6 cánh F70ZBF. Với là quạt trần này thì nó có chiều dài T là 40cm. Nó có tích hợp cảm biến chuyển động với công suất là 51W, 3 cấp độ an toàn, chức năng tạo gió tự nhiên. Đối với quạt này thì thiết kế của cánh quạt là 3D và 9 cấp độ gió, 8 chế độ hẹn giờ. Người có thể dùng remote điều khiển hoặc là dùng màn hình LCD. Hiện nay thì quạt này khá là đẹp, rất là sang trọng và nó thích hợp với những gia đình có cái phòng khách khá là rộng. Hiện nay của quạt này đang là 17.650.000 đồng. Và cuối cùng là một con quạt 8 cánh rất là xịn, giá thành khá là cao. F80ZBR. Nó cũng có 3 cấp độ an toàn, khóa cánh an toàn, dây an toàn và công tắc an toàn. Ngoài chức năng tạo gió tự nhiên thì thiết kế của cánh quạt này là 3D, cho luồng gió trở nên mạnh mẽ và êm ái hơn rất là nhiều. Với 9 cấp độ gió, 8 chế độ hẹn giờ và mọi người có thể điều chỉnh bằng màn hình hoặc bằng remote. Và nó có một cái cảm biến chuyển động của con người, nó có thể điều chỉnh lượng gió theo mức độ chuyển động của con người giúp cho có thể là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Kính của cánh quạt này khá là lớn với 200cm. Dài ti của nó là 40cm và nó có sử dụng động cơ DC giúp tiết kiệm điện với công suất là 57W, 3 cấp độ an toàn. Giá bán lẻ hiện nay của quạt này đang là 19.330.000 đồng. Một chiếc quạt rất là đẹp và sang trọng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Nếu mọi người có nhu cầu mua hàng hoặc là có nhu cầu cần tư vấn về tất cả các loại dòng quạt của Panasonic hoặc là thiết bị điện, có thể liên hệ với số điện thoại bên trên.